Đấy. Đây, anh em thấy không? Rồi. Đấy. Ngày hôm nay là mời bạn là Trinh Quang. Đây. Sư phụ mà. Đây. Đi các bạn à, Trung Quốc là sang đây chưa quen sơ hình của miếng kho, nhưng mà mình phải để cho anh em là hết tí nữa vào đấy, đấy cho một đỏ vào mồm. Ok, ít khẩu ít một quần áo là ít khẩu. Khẩu á? Ít khẩu. Nhưng mà đỏ. Tuy. Mấy quan gì? Mấy quan gì à? Hơi. Một đỏ luôn. Ô, sao? Cẩn thận nghe. Nghe là nhập viện rồi bỏ. Đấy, anh em thấy không? Chú nào? À đây, cố tỉ. Chưa mà. À. Đấy. Đấy, giai đoạn đi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay là một ngày rất là dài các bạn ạ. Mình với cả Trinh Quang cũng như là bạn Tú đã từ trong Thượng Hải về Hàng Châu, sau đó về Côn Minh và đặc biệt là về Lào Cai. Hôm nay thì có đón em gái mình với cả bạn Tú, với cậu An. Anh em là vừa mới đi con chiến mã của mình đi từ trong Đà Nẵng về. À, biết được là bọn anh ấy là còn mười mấy ngày nữa mới hết visa cơ. Nhưng mà biết được em sinh nhật đấy là Tú bảo thôi mấy khi có em gái ra về tổ chức sinh nhật cho em nó đàng hoàng. tưởng xin ấy chứ. Hôm nay là mình có tổ chức một cái bữa đại tiệc nho nhỏ để mời bạn là Trinh Quang về nhà ăn cơm. Thôi bây giờ mời Trinh Quang mời anh em vào trong nhà. Nhưng mà hai anh là xe cặp luôn à? Nhắn kìa. Thấy xe đẹp không? Hai anh em hai bên. Đây, mời cả nhà vào trong. Mời anh em vào thưởng trà. Nhưng mà mọi người thấy hoa tươi không? Tươi anh. Nhưng mà hình như này là cố anh Tú tặng anh đúng không? Biết đây là tác phẩm của ai không? Anh Tú ạ. À? Đấy, chính xác. Tú có tặng mình cái tác phẩm này nhưng mà phải nói là không nhận là chất lượng hoa cực kỳ tốt anh em nhé. Không biết là các nhà khác thì dùng hoa như nào nhưng mà nhà mình đấy, hoa vẫn tươi nguyên này. Thì anh em thấy là chất lượng hoa của bạn Tú như nào? Mình không cần phải giới thiệu nhiều. Từ Tết đến bây giờ là mấy tháng rồi nhỉ? 3 tháng rồi, hơn 3 tháng. Đấy, anh em thấy không? Gần 3 tháng rồi. Đây, mời anh em vào đây làm ấm trà trước, sau đấy thì anh em mình lên để ăn tối. Ê, cô lái khớ trà mà. Khớ trà. Nay mình đi Trung Quốc về nên là mình cũng tập pha trà theo kiểu anh em Trung Quốc để tiếp khách các bạn nhé. Đấy, anh em xem là mình biết pha trà chưa? Đây. Đấy, đầu tiên là phải... Cho nó vào, cho nó vào. Cho mà à, anh em thấy không? Đầu tiên là phải cũng rửa ấm rửa yếc như thật đấy. Thầy Diễm thấy quả đi Trung Quốc về như nào? Uy tín không? À, em vẫn hiểu à? Quên tiếng Việt, đi mấy hôm mà quên tiếng Việt. À, hôm nay là anh cả Tú đi chợ đầu mối, chợ hoa quả Gia Hưng. Một trong những cái chợ hoa quả lớn nhất Trung Quốc ấy. Đây sầu riêng của mình là phải 90% vào đây. Ừ. À sầu riêng là túi nhất ra đây à? Nhưng mà em ấn tượng nhất hai hai đoạn, một là đoạn đi ở hai anh ở trong vườn quýt, với lại thứ hai nữa là coi cái làm cái rau tiến vua ấy anh. Ờ. Dạ. Rau đấy nhiều anh em hỏi lắm. Rất nhiều anh em muốn mua rau tiến vua về Việt Nam nhưng mà thực sự là anh em mình đang có dự kiến là lên kế hoạch thôi. Bởi vì là Tú thì lại chuyên là làm theo kiểu công ấy. Nên là muốn anh em mua lẻ thì bây giờ có bác nào mà ở Việt Nam ấy mà muốn kết hợp ấy thì anh em mình đánh công về xong rồi cho. Công có bao nhiêu là bao nhiêu anh hả? Khoảng 20 tấn, 22 tấn. 22 tấn. Ừ. Nhưng mà giá trị một công đấy là khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng gần 5 tỷ. Gần 5 tỷ. Xíu. Tiến vua mà nó đắt. Đâu đắt. Tính bây giờ nó rơi khoảng tầm 170.000 cân. 180. Tại Trung Quốc có những thời điểm nó lên đến 550. Nhưng mà anh chị em đi Hà Giang có đường xá ok không? Diễm Lâm
gà đen với lại chẩm chéo là nhớ tới anh. Không, về trên đường về mình xem với đội này làm quả nồi mì tôm khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Mình thấy cái nồi mì tôm mới là uy tín đấy. Nó đang đói đấy chứ. Ừ. Nói chung là chuyến đi vừa rồi là các anh đi cũng nhiều, em còn tưởng là qua tới Tân Cương nhưng mà không sao quá hả? Ừ, sao quá. Định qua chỗ Táo Đỏ Tân Cương đấy. Nhưng mà do biết sinh nhật của Diễm sắp đến gần nên là thôi anh em phi về. Lấy cho em cái tiếp qua sao bị cầm tờ lên. Anh em thì đang dự đoán mà chắc anh Hải phải đi rồi, hết visa mới về. Đấy, nhưng mà phải nói là đi thì mới thấy được là Trung Quốc nó quá nhiều cảnh đẹp, cộng thêm với cả phong cảnh hữu tình, đồ ăn ngon. Các mít Việt Nam mình sang này. Tất cả là mít Tiền Giang. Cái lại. Tú là cũng là bên kênh xe đầu kéo vlog ấy. Đây là hai Tú. Uống rượu nhau rồi mà. À đúng rồi. Em có trước đây chở mít rồi chở sầu riêng đi mấy cửa khẩu ấy đi sang bên Bằng. Đây mời người đẹp. Chợ sang Bằng Tường này, những cái chợ bên đấy mình nhìn là khủng, mà nhìn mấy chợ này thì chợ này nó rộng kinh khủng luôn, mà nó phân khu ra luôn. Khu bán mít chỉ có mít, khu bán sầu riêng chỉ sầu riêng, thanh long chỉ thanh long rồi. Anh thấy chợ này có chỗ này có củ dừa cho anh đi. Chưa có đâu. Bên này chưa biết cách ăn đâu, bởi vì là người ta chưa được ăn bao giờ. Nếu mà có truyền thông là người ta biết đấy. Nếu có thể mình mang cái đấy sang Trung Quốc được anh nhỉ? Mà sấy khô như cổ Diễm là mang đến là cực kỳ tuyệt vời luôn đấy. Họ mà biết ăn củ dừa thì liệu có cung cấp đủ sang không? Toàn mít tiền cà những thứ ra. Ở bên này được cái là rất nhiều thanh long này, mít này, cũng như là sầu riêng ở Việt Nam mình. Bên Trung Quốc họ cũng trồng nhưng mà số lượng nó không đủ được. Ở Trung Quốc thì họ hay như này, những cái quả nào mà giá trị thấp ấy bỏ hết luôn, một phát bỏ hết luôn, có nghĩa là thay đổi hoàn toàn luôn. Ví dụ như ở hôm vừa rồi anh em mình đi là cái khu vực đại lý, nó là khu vực trồng nhiều thanh long nhất Trung Quốc. Và sau có 2 năm rồi là ở Việt Nam xuất sang là sản lượng lớn quá là họ bỏ luôn, bỏ sạch luôn, trồng toàn bộ nho với cả quýt như anh em mình sang. Sầu riêng sang đấy bán giá cao quá. Hiện giờ là đang khoảng 270.000 ký. 270.000 mà qua nhiều công đoạn để vận chuyển. Nhiều lắm. Không hề đơn giản. Mồ hôi, nước mắt, tiền bạc rồi là ăn không yên, ngủ không ngon. Một công sầu ấy vài tỷ mà. Anh Tú có làm xuất sầu riêng các thứ sang không? Có chứ. Vâng. Tú là chuyên sầu riêng. Sầu riêng thì đi rất là đau đầu, cái hàng đấy là nó bảo quản khó như nào này. Gọi là giao rồi bán xong được thì mới gọi là cầm tiền chắc trong tay được đấy nhỉ. Nói chung là trong các loại quả ấy, sầu riêng thì nó được gọi là vua của các loại quả. Vâng. Bởi vì là giá thành nó cao, hai nữa là cái sau bán hàng là phải đảm bảo cho người ta. Vâng. Ví dụ bỏ một quả sầu riêng ở trong Sài Gòn mình hay gọi là bao ăn đấy. Vâng. Đấy, mình cũng phải bao như thế luôn. À. Bỏ ra có chất lượng gì kém phát bỏ. Bao trừ ăn tiền. Luôn như thế đấy. Nói chung là đã để xuất khẩu được thì nó rất là thôi, có khi là anh em mình ấy đi. Lên ăn tối đi. Đi. Cũng gọi là pha trà ngoao ngoao thì thôi. Bạn Trinh Quang, bạn ấy đang bận điện thoại quá. Ê, Trinh Quang ơi. Ê, Ni Mẫn, chui vào. Nì uống cái kháu bay lèng hay là uống rượu sâm? Hả? Ha suo ni khơ giáng chiều hay sư lăng cơ chiều? Lăng cơ sư gì à? Sơn là... Khơ chứ cơ à? Dầu ý cơn, lăng cơ giáng chiều là hấn hay là... Rồi, hai cái đều với nhau. Hút cho anh chai rượu sâm lên cái. Đây. Mời anh em vào đây đi. Hôm nay là anh em mình về Việt Nam mới được gọi là thảnh thơi một chút đấy. Mọi hôm là ok, vào lại mà. Anh em mình lên đã hòm hòm rồi và hôm nay thì mời Trinh Quang cũng như là anh em quả rượu kháo vai lèng các bạn ạ. Kháo vai lèng, chứ cưa hảo chiều, chứ cưa là khứ chiều hớn hảo. Ok. Mình thì không biết nói mấy nhưng mà gọi là rượu người ngủ cố thức. Đấy. Và xin phép giới thiệu với anh em chút thì bạn Trinh Quang thì có khoái món gà đông đảo. Thì mình đã điện ngay cho em
thế lòng xe điếu là gửi ngay cho anh mấy con gà Đông Tảo lên. Đấy thì gà Đông Tảo này, rồi lợn quay gửi nhà hàng này, và đặc biệt là món cá hồi đây anh em này. Đấy, cá hồi Sapa TV nhà mình đang bắt đầu sấy, tới đây là sẽ có cái món cá hồi ra thị trường các bạn nhé. Đấy, và chân gà Đông Tảo này. Rồi, giờ lợn quay, giờ khai lao nhỉ. Em pha chẩm chéo đi. Đấy, chẩm chéo nhà mình thì đang bán là 100.000 một lọ nhé. Vừa rồi thì cũng cảm ơn Tú cũng như Trinh Quang là chốt được mấy đơn hàng với Trung Quốc. Sắp tới các bạn nào có muốn mua chẩm chéo bên Trung Quốc thì có thể cứ liên hệ. Đấy. Trinh Quang à? Chẩm chéo này, pha chi cưa, phải có tí ốc lợn nó mới ngon. hơi khó bóc này. Đợt này là dán tem mát là rất là chặt đấy các bạn. Đấy. Anh em pha chẩm chéo thì vẫn như cũ thôi. Rồi chẩm chéo vào cái bát ốc lợn ấy. Riêng cái bát này mà pha đầy nhé. Thì thôi. Thôi thôi được rồi. Pha cái cay thì người Trung Quốc người ta ăn cay. Không. Bạn này cũng đủ đấy. Đấy. Nhưng mà có số việc với dân số của bạn cũng ngang nhau là bạn đang không được. Mọi người cứ rót khó khăn. Nhưng mà anh em thấy hành trình đi Trung Quốc thấy thế nào, ok không? Xin chúc mừng cái hành trình Trung Quốc của các anh thành công quá, tốt đẹp. Ok, cheers. Rồi. May là anh em về được, không tí bị bắt làm chồng rồi đây. Thôi bây giờ bạn Tú là có một điều ước. À, chôm mà, khớ chiều mà. Bí chiều. Ai hiểu mà, hiểu thì yêu khớ bí chiều hay khớ xuế? Khớ xuế. Ờ, hảo tới cha. Em vào trong kia lấy mấy chai nước ngọt ra cho mấy anh em không uống rượu á. Rất xóe, uống bia được không? Mà bạn uống bia không? Không, bạn không uống bia. Ok, mấy con si tiểu bất khả ép. Ê, ok, mời anh em nhé. Diễm uống chưa? Dạ. Vào đi em. Cảm ơn anh ạ. Đi. À, mời anh em nhé. Đây. Con này mình mang từ Sapa về. Nên là nó hơi đấy. Đây anh em thấy không? Rồi đấy. Anh Hùng này, ngày hôm nay là mời bạn này Trinh Quang đây. Sư phụ mà đây đi sướt đây sư mà ok phải bảo bạn ấy chấm rồi mới chẩm chéo nữa rồi, trăng okay. Lên sưởi trăng lên sưởi đấy. Ơi, ok, cảm ơn em. Mình do cái thời gian mang con lợn từ Sapa về đây nó hơn tiếng đồng hồ đâm ra nó hơi ấy. Ai, xin đi mà. Sư mà. Bố nhau khứ xin là. Không cần khách sáo nha. Ư chiến nhiệt tình. À, khơi. Một tí à. Đây là bạn Tú. A Siêu. Lấy mấy cái đĩa to đi em ơi. Anh em thông cảm bởi vì là nhà mình phải ăn như này nó mới hết được con lợn. Đây, A Tú driver. Anh dùng đi, em Tú. Sao có ăn không? Trước anh nhường cho em một lần rồi. Có lên là lần này em. Ok, không cái gì. Ok. Này. Tú ơi, ngại cái gì? Trước em lên đây có anh Tú này ở đây nữa em không ăn một cái đùi rồi. Lần này em không. Không Tú cho là nhìn thấy cái đùi nó hơi hốt nên thôi làm tí ba chỉ anh em ạ, yên tâm. Đấy. Đấy. Hơi khó tí anh em thông cảm nhé. Đấy. Thơm thế. Thơm không? Đây, em gái. Ok, cái này được chưa? Được hấp dẫn rồi anh ạ. Đây, em gái. Em xin. Chặt con này ra mà vất vả phết đấy anh em ạ. Phú yêu là nâng lên là bụp luôn. Có thể là các bạn Trung Quốc là sang đây chưa quen sơi của miếng to, nhưng mà mình phải để cho anh em là đâu em gái đâu. À Phanh đâu, ngồi đây em. Đây ngồi xích đây cho đây Phanh ngồi đây luôn đi, ngồi gần đấy. Ủa, mình thấy giòn thế. Đổi không?
ăn hay à, ok. Ăn mỗi thứ ăn miếng này. Bạn hết hồn anh ạ. Hả? Chị cơ? Ipan. Ipan, à. Không. Đây, okay. Em phục vụ cho người đẹp đây. Rồi, à, ok. Đây, ok. Chia chia. Bạn mang miếng nhỏ nhỏ đây, tôi... Hả? Rồi, ok. Tùy anh em nhé, bởi vì là sở thích của từng người. Ui ôi, mỏi tay quá. Em ơi, ngồi đi. Qua toàn sang. Cái gì? An toàn chưa có. Đâu rồi nhờ? An toàn đâu nhờ? Không thay được. Sao? Công việc. Thôi mời anh em nhá. Đấy. Mời cả nhà chiến đấu nhá. Thôi rồi, cứ bù luôn. Quá gì à? Mấy ngày, 10 ngày hơn không đoán cơm Việt Nam. Nhưng mà hôm nay thật sự có sơi quả cơm Việt Nam uy tín hẳn lên. Hả? Sang bên đấy các bà vợ có biết đâu, ở nhà bên đấy nhớ vợ lấy con ở nhà. Cho nhớ cơm Việt Nam lắm chứ. Cho Tú một điều ước thì các bạn biết là Tú nó ước cái gì rồi đấy. Hảo bảo sư. Hảo sư, cầm tay lên chiếu như này này. Đấy, tôi. Đấy. Đấy, chiếu đấy. À, ai ta là là. Đúng bài rồi đấy. Ok. Yêu em Nga là không? Đúng bài của Nga Sumo. Đấy. Người yêu đang ngồi đây bảo yêu em Nga. Ấy. Thiến chưa? Đây. Nhưng mà nó không bị ngấy đúng không? Nó chỉ ngậy thôi chứ không ngấy. Đấy. Ua. Mời anh em nhá. Tú chia đi. Có chứ, hết rồi. Nhưng mà trong những không đi ở Trung Quốc ấy, ấn tượng nhất là ông chủ Hồng, cái đối tác của tôi mà quản lý cái chợ. Ông ăn là mồm đẹp nhất trong mấy anh em. Thể hiện đẳng cấp ăn luôn, ăn có nghĩa vô tư, ăn như những người bình thường thôi, không có phân biệt chủ tớ gì. Rất hay đồng chí đấy. Có dịp là lôi sang Việt Nam. Có dịp bạn đưa sang đây, cho em mời đi ăn. Hôm nay đây là đón chị Quà với cả mọi người về nhà hàng. Nhưng mà các bạn biết là về nhà hàng đi đường lên Sapa hơi xa. Đó. Còn trên Sapa thì có em bếp xuân bản cũng đang chờ anh em mình rồi. Mai sẽ tổ chức mấy đại tiệc trên Sapa các bạn. Đây đây, tươi tươi đi bạn. Chú uống à? Uống à? Hả? Bao nhiêu tao thì chứ? Chứ sẽ có chú yêu thả thì chứ. Nào, anh đeo chân hiểu đi. Nó cho chị bên kia cho anh cái. Tú, à, giới thiệu với Tú tí nhỉ. Tú biết bạn Diễm rồi đúng không? Anh em ngồi rồi, em bảo bạn đưa tôi lau này kìa. Đấy, đẹp, đấy. Cũng là fan của Diễm mà. À, cũng là fan của Diễm mà. Diễm với Dũng đều biết. Nhưng mà lại còn gầy hơn trước. À, thế à? Dũng xem ai bồi bổ ấy nhá. Tú bảo chú giờ này gầy quá rồi đấy. Dũng Nguyên đang làm cameraman cho mình, anh em thông cảm nhé. Nào, anh em mình nâng đi đi. Chỉ cần đi bọn anh đi 10 ngày sang Trung Quốc thôi. Đấy. Anh trèo nên cân về đen gì cân rồi. 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 1, uống bao nhiêu? Hết. Khớt sớm à? Cầm bê. Khớt tô xào. À đấy, khớt tô xào. Ra tiếng Trung của mình từ đó hôm nay là cũng học mấy anh em nhiều ấy. Nên là câu đó, câu được câu chắc nên mọi người. Hôm nọ cũng có mấy bạn bảo Hải là học trường nào để cũng né cái trường mình đi học tiếng Trung. Nhưng mà đây, học mấy cái trường đời đó các bạn. Đi mấy hôm về quên hết tiếng Việt. Chết. Si
Con gái thấy thấy hai bố đi nói tiếng Trung là về bắt mẹ. Cha sang dấu sao thì dấu. Ngồi đấy đi để bảo là chị cái đấy cho. Khôn phết đấy, biết cho xì dầu ở đấy. Xì dầu. À, hảo. À, to lắm. Anh là vừa rượu mà vừa nước cam luôn à? À, thế mới chất chứ. Em mời anh cái đi. Hôm nay... Anh uống rượu được không? Ôi, tha xua nỉ khơ bú khơ chảo. Tha xính nỉ ip. Ừ, ok, uống được, mời thoải mái đi. Ê, nỉ khơ bú khơ chảo. Ô, hơi ít tiếng tiền. À, ít tiếng tiền, hả? Là, xin đi à? Hả, xin xin. À, xin xin. Ừ. Đây là những anh em đối tác của bên Tú. À, xin xin. Trung Quốc chiến hữu. Trung Quốc chiến hữu. Xì dầu thêm vào đây. Biết ăn đấy, cái xì dầu này là ngon nhất đấy. Đúng rồi. Mặt xì dầu này, đấy, các bạn thấy. Đúng rồi. Nhì sơn dí không ạ? Sơn dí là hảo sơ. Ừ, ở chứ cơ hẳn tố à? Ok, tặng đi xe. Lấy thêm cho anh mấy cái đĩa đi. Cái này để nghỉ giải lao đã cho ăn thêm mấy món nữa. Đây. Lấy cho em xin mấy đĩa chị ơi. À đây. Chứ cơ là... Fierce anh nhầm. Sơn nhúy. Sơn nhúy. Sơn nhúy. Hay làm sao mình không nhận đọc fit là tiếng Anh ấy. Sơn nhúy này, cho vào cái này này. Dạ. Đây. Ừ, chứ cơ. Chứ cơ. Chứ cơ. Chứ cơ. Chứ cơ. Chứ cơ. Chú yêu cào nó cơ... Chẩm chéo, nấu mấy cả lòng cá. Đây, nỉ, 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 sư chứ cơ này. Nỉ, nỉ, không cần phải chú cuốn rau vội, cứ sư thẳng luôn này. Đây, như này này, nhìn thế này. Đây. Nỉ khan ta sư. Nỉ khan này. Ok. Anh chỉ anh gấp bự lên, anh tối đi. Tối đi, anh. Xin sư, xin sư. Thử, thử đó. Anh phải thử. Ngon à? Em biết là ngon rồi. Nhiều vào, nhớ món đỏ. Ngon lắm. Dây vào, dây vào. Tối là trăng tối điểm là hào sư. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay là lấy thêm cái thì ấy, múc vào. Dạ, ngon. À? Chắc là ảnh hợp ẩm thực Việt Nam đấy. Nói chung là đi cùng bạn ấy là yên tâm luôn, bởi vì lúc nào bạn order cho một mâm gọi là full đồ luôn. Đấy. Hảo bảo chưa? Ừ, hảo chưa? Chứ đó. Ấy, sư mà, sư mà. Hảo sư chân á? Ừ. Ừ. Bọn đấy thật, ăn đúng thật là ngon đấy. Quá phá hơi cho nó là hảo chưa? Đấy, đây là món chảo anh em ạ. Ấy, chiếc gươn này. Chiếc gươn là lòng cá xào với cả gì tháng cà dại hoa đu đủ gì sai con gì sai sáu gì rõ gì tháng gì tăng gì tháng gì đủ bên này thì có ướp gì bên này thì nó sẽ dễ ăn. Ừ, nhưng gì rõ thì hơi hơi rất là hảo sư à? Yên tâm nha, nhà còn rất nhiều cái hảo sư. Rồi uống mấy tú xe đầu kéo cái à, mấy cả cảm ơn à, uống tú trước thì cảm ơn cậu An sau. Cảm ơn Tú với cả cậu An là cũng lái cái xe siêu bán tải của mình từ trong Đà Nẵng về đây. Đó. Hôm nay về phát là anh phải bay về bay Trung Quốc luôn. Dạ. Ừ. Rồi cảm ơn Tú nhá. À, xin chào. 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 是橘生，橘生，对，啊，那你指哪个？哎，就给包包给，包给，包停，嗯，空包停的。你要放那个的嘛？不要，不要，你看过，你看过，你看过。嗯，哎，黑黑黑，听见没有？来，来，抓木刀吧，木。OK，一口一个，一口一个，一口一个，这么大，对，没关系嘛，可以，木刀了，哦，是。 慢点，可他都咽，咽了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 ，
gọi là sắp xếp bố trí người đưa anh em mình đi nơi về đến chốn. Toàn video hay anh nhỉ? Toàn video hay. Một đỏ. Mời A Tú nhá. Ôi ôi. Đấy. Ngập mồm. Uy tín luôn. A phát nào. Đố bạn nói từ A đấy. A. Khớ chiều mà. Chưa chiều ấy, nghỉ khớ là tối nay là hớn hảo. Ok là. Ok. Bạn xin nghỉ. Anh em đi nào. Nó bảo là một tiếng à. Một tiếng à. Whatever. Ok ok. Chia chia. Em mời chị nhé. Diệp đâu, Sophie đi. Hôm nay bảo chờ anh về để nhậu mà hôm nay có vẻ e thẹn đấy nhỉ? Đây, rượu của em đây chưa? Hôm nay nước ngọt của em đây, giờ mới nước cam vừa kia. Lươn à? Không, rượu mồm nước ngọt cái bên này. Kìa. Không, em học anh ấy. Ok, anh em mình sẽ thong thả từng món một. Đây. Sugar này. Chinh Quang. Chinh Quang. Trái cái sao gì vậy? Đây, sao gì? Nỉ cầm luôn cái đuôi này đi. Chiến. Hả? Hảo sư. Hấn hảo sư. Đấy. Đấy là cái gì bạn ấy phải thử một tí đã. Ăn được không? Ăn được thì bạn ấy mới ăn được. Ăn tưởng thận là tốt không?真的好吃啊！你让越南朋友尝一下你的香醇。让我看什么呗？我刚刚尝了一点，我不知道，我感觉他们应该接受不了。他们搞熟了。我感觉他们接受不了这个味道。味道味道已经变了。我看味道有没有变。Cái ngọn hoa mà còn là hoa hoa mùa xuân mà nó có gai tím tím mà giữa ngọn mà nó có một đợt rất là hot ở trên TikTok đấy. Nó nhặt đi, bẻ nguyên cái đầu búp vào đó. Nhưng mà quên mất rồi, em bảo bạn là cho nó giãn đông ra thôi, cho nó chín quá rồi. Cho nó chín quá, vừa kịp nóng mà, cái mùi nó mặn lắm luôn. Bây giờ thôi mình bỏ ra cầu ra là, kế cầu ra là. Ăn cơm mà. Thôi mình có điểm phù vệ bản thân này. Cái này à? Cái này có điểm phù vệ là, bây giờ đỏ là có điểm phù vệ là, bất lỏ. Đây là thịt nậm. Thịt nậm được ướp tẩm ướp lâu lắm. Đấy, đồ bạn ấy mang Trung Quốc sang đây, cay lắm. Cay quá. Nghe so chẩm chéo vẫn chưa gì. À. Chẩm chéo sang Trung Quốc bảo, ô, chúng người Việt Nam mày ăn ác thế, cay. Ông nào ăn cũng bảo là, ô, người Việt Nam mày ăn nhiều cay. À, ê, sư chứ kìa. Không. Hả? À không ạ. Vừa vào phát là làm một cái rồi kia bạn. Rồi, mời bạn yêu cái. Ăn cái này thì còn ăn gì nữa? Đồ này ăn cơm. Sugar là chicken. À, quack quack quack. Ok. Tông hao chi rồi. À. Em ơi, đi xuống cày hoáng tí. Cái này. Cả nhà mình dâu nhau cái chân này. Nào. Dâu nhau cái chân này. Rồi, y cưa mà, mấy con xin. Nào. 1, 2, 3, go. Chào các bạn nhé. Ủa, béo quá. Nhờ. Giòn. Giòn. Ủa, tôi không sao thằng má này xa khẩu. Tôi biết cắn ở đâu trước. Cái da nó dày đấy. Ừ, dày nó giòn. Cái đang làm cái này là lo chứ ạ. Bao nhiêu collagen thế này? À, uổi mấn hiểu, chiều, hiểu bí chiều. Hiểu bí chiều là nhiều béo hứa. Béo hốt chứ là. Hốt chứ là. Ừ. Mình bảo là có cả rượu cả bia ấy. Muốn uống gì thì uống. Nào bạn bảo uống cái loại này. Không thấy quả tôi đi tiếng, tôi học tiếng Trung nhanh không? Nói gì nói các bạn ạ, mình... Sau đi em Tuyên xin phép là mời cả mâm một ly nhỉ? Ừ. Chúc tất cả anh em là quay về thượng lộ bình an và đoàn tụ cả hai nơi nhỉ? Từ Bắc vào Nam, đây, về từ Trung Quốc trở về. Nào, vô đi. Ngồi đây là Bắc Trung Nam đầy đủ ấy. Mùa lão phố xính gì mà ủa mắn đi phê. Không. Lại. Chia chia. Chia chia. Chia chia. Chia chia. À, Giang Y Hảo. Giang Giang Hảo. Giang Giang Hảo. Ok. À.
Uống đi, chơi lỏng lẻo thế nhỉ? Ê, uống đi. Uống cái đấy về tối về đạp trống cũng khỏe lắm đấy. Cương ở đây luôn à? Vâng. Chán đi. Ê, chú thích ăn cái món này này. Nóng cá xào với... Vén rồi, vén rồi, vén rồi, vén rồi, đừng quay nữa được rồi. Họ. À, họ đấy. Ừ, vừa đi qua nhìn thấy đĩa cá mắm kia tí phải nhớ mang lại. Cá mắm mà. Đi sang thủ phủ của tinh hoa ẩm thực của Trung Quốc mà lại về lại thèm cá mắm à? Nhưng mà bây giờ nếu mình tự đi du lịch ở Trung Quốc thì có khó không anh Tú không? Khó. Khó đấy. Khó à? Thả nguyên em ở sân bay thì em không biết tìm được ra. Không thì tìm được, nó quá to. Khó. Sân bay ở tỉnh nào á? Nó to hơn ở bên Nga anh thường đi. To hơn ở bên Dubai rất là nhiều, đấy là sân bay tỉnh đấy. Nếu mà cái sân bay của nó rộng đúng nguyên bằng trung tâm thành phố này. Trung tâm em anh... dùng như này nhá. 400 cửa. 400 lên máy bay thì em biết là nó to như nào chưa? Em nói đơn giản thôi. Nếu 400 cửa. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của mình đến 100 cửa không? Thế à? Năm mấy cửa? Đấy. Mời anh Hải Ly nha, chúc mừng anh đã vượt qua được 400 cái cửa đi về với Việt Nam. Sao đấy là cái bé đấy, còn chưa kể mấy cái to hơn nữa. Nhưng mà hai anh em mình làm gì tươi tươi nhỉ? Ờ, mời bạn Tú mình tươi đi hết ly thôi anh. Tươi tươi thì. Em mà chúc sức khỏe anh. Ok. Thật ra là Tú là đồng hành cùng anh Hải mà rất là nhiều người khen. Ừ. Đấy, doanh nhân thành đạt không những là đẹp trai mà còn giỏi về mọi mặt. Ừ. Thế hôm qua về kiểm tra vẫn như si á. Đi đâu thì đi nhưng mà tớ bảo rồi. Vẫn phải giữ lại một tí. Đấy. Nhưng mà đi nước nào thì không biết nhỉ. Nhưng mà bên Trung Quốc thì con gái rất là ít. Đúng rồi. Khó lắm. Yên tâm hơn. Yên tâm hơn. Khó lắm thì cũng khó lắm. Thật ra nói Trung câu Quốc chuyện Trung Quốc còn muốn sang Việt Nam để xin lấy vợ bên này không? Qua cái truyền thông để anh em biết là chưa chào đá em đâu. Trung Quốc còn đang ba chồng em đâu vợ. Thì lấy đâu ra mà tìm được. Mà người Trung Quốc còn chả tìm được nữa, người Việt Nam mình có em vừa bảo chuyện đi pha chào đá thì pha chưa? Ở đâu? Bà cho đá vào đi ạ. Nhưng mà Tú ơi, Tú có thể cho anh hỏi ngu cái được không? Sân bay của Trung Quốc nó nhiều như thế, liệu hàng trên không có đèn đỏ không? À, câu hỏi này của anh không hề ngu thế nào đâu. Ừ. Rất là khôn đấy. Mà khôn hơn người bình thường đấy. Bởi vì là nó chuẩn bị sắp sửa nó sẽ làm mấy cái cột điện trên không rồi. Ừ. Thì anh sẽ nhìn thấy. Chờ nào nó làm cột điện thì không biết nó có đèn đỏ hay không. Nói chung là cái đội anh em trả lời khôn với nhau mình không hiểu, hơi khó hiểu. Nhưng không cả. À, anh em mình xử con gà Đông Tảo đây nhỉ? Ừ, con gà cũng. À, anh em ra đòn nhá. À. Sinh Hoa, Sơn Gương mới là Hảo này. Anh em biết tại sao mà khi mà tôi mời ông ấy là quả chân gà Đông Tảo này ông ấy mà cứ không vừa vào phát ông ấy đã bập một cái mà ăn hết sạch luôn còn đúng cái xương. Hả? Đấy, anh em thấy không? Chú là 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 5 cái giờ rồi. Con này khoảng 5 cân. Đây, chú là 5 cái giờ rồi. Đây. Đấy, anh em nhìn. À đây, cố tỷ. Chưa mà. Đấy. Đấy, ra đòn đi. Welcome to Việt Nam, ok? Đây, chưa mà. Ta là khai ta là đây cơ. Chưa mà, chưa mà. À, ủa, chưa. Ấy, mấy con sim à, chưa mà. Hôm nọ ông ấy ba kể ông ấy thèm con này. Thôi, ông không ăn cái này thì ăn tặng cái này cũng được. Chưa mà, chưa y cưa, y cưa. Hôm qua thật sự các bạn ạ là lúc mình về rất là khuya luôn. Gần 2 giờ sáng mình mới về. Đến nhà Trinh Qua và Trinh Qua vẫn còn dậy nấu mì tôm cho mình ăn các bạn nhé. Đấy, thực sự là rất là nhiệt tình luôn. Trinh Qua là xem bao nhiêu? 1986, hai anh em bằng tuổi nhau. Nói thế là ý gì? Bảo anh mày già.
Chúc mừng anh. 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 Không dám sơi à? Sư mà, thôi thì làm mấy cánh. Ngồi đêm tí nữa không đứng dậy sớm. Khó kéo đấy. Đưa cái kéo cho Diễm. Để tôi bảo đặt các bạn một cái bộ dao chuyên để ăn các đồ xẻo. Dao nhỏ này. À, mỗi lần ăn to đồ to này, mỗi người một con dao sẽ quay đến đâu ăn xẻo nào xẻo. Thay tả này. Đây, sư chưa ok. Các bạn đặt sẵn rồi nha. Đặt luôn rồi. Hảo bảo sư. Xuôi, rất giòn. Đúng không? Đúng rồi. Vì mình thực ra mình đã đoán được luôn, chẳng biết đâu nhưng mà nhá cái bì kiểu gì mình đoán được ngay là rất giòn. Ôi ôi. Chiến đi anh Tú ơi. Nhưng mà cả cái con gà này là ngon nhất là ở dưới chân đấy. Chân từng ngón ngón này, này ra là mình ăn là tiết kiệm rẻ rẻ. Ăn từng ngón nào đấy. Đúng rồi, ăn từng ngón. Đây, xe đầu kéo vlog. Ok. Tông chi. Tông chi. Cái gì? Tông cảo chi. Tông cảo chi. Chưa mà. Xin. Tông thao chi mà. Tông thao chi. Bạn ở Baidu search một chút. Tông thao chi. Này, cậu ăn. Trung Quốc mấy nhiều chảo là ta. Chết đi. Nếu mà nó cái sự hảo là hoa 10000 đô một条. Cái này mà. Ừ. Thật sự 10000 đô cái gì. Đúng. Mời em nha. Đúng. 10000 đô cái gì. Đúng. 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 豆肥而不腻吃着很香的金光金光哎好谢谢嫂子金光金光金光对啊金光金光来的呀来还有没有爱还啊啊我跟爱爱爸又尿啊嗯再来呢哎我来了姐姐上课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 了
kiểm tra mày cưới. Nếu mà mai mà cưới phát là đủ hiểu là rượu này là quá uy tín. Này là cũng là một bạn đối tác khách hàng của Dương Viết. Đây là Dương Viết, còn đây là Lý. Lý à? Lý là xem nhiều. Em ăn sầu riêng của anh mấy lần rồi đấy. Em ăn sầu riêng của anh. Nhớ sầu riêng gửi vào đây. Ngon ạ. Chúc khỏe em nha. Biết là biết riêng mà thêm sầu riêng. Tú đặc biệt hôm nay là trèo 18 cái cây mới lấy được mấy quả sầu riêng chín. Nó trèo lên ngọn, nó trèo lên ngọn cây phát nó đứng nó đứng nó quay cái điện thoại phát quả nào chín nó rụng hết luôn. Gió nó cứ lăn bên nọ lăn bên kia nhá. Vẫn phải chấm cái này nữa mà cái này là bóp thính rồi, còn cái này là chưa bóp. Ông cứ nói phét thế chứ lên chỗ anh đẩy xe mấy ngày mới được cầm mấy quả sầu riêng về thì em được à? Đâu phải thế em. Đẩy xe bục mặt ra đúng không? Nhưng mà nó thật ra cái chuyến đi vừa rồi ấy, sang Trung Quốc ấy, là đúng là mình mở mang đầu óc, khai thông cái lối suy nghĩ tư duy cũ ngày xưa đấy. Phải nói là cái nông nghiệp của Trung Quốc cực kỳ phát triển luôn. Đấy, Tú còn bảo là nó còn có rất nhiều những cái trang trại nuôi các loại con giống như kiểu lợn này, bò hay là dê, cừu nhiều lắm. Nhưng mà anh em mình, vì mình là lần đầu tiên mà đi visa mới được có 15 ngày thôi. Nên là lần sau chắc phải nhờ Trinh Quang bảo lãnh cho sang bên đấy. Thì nó được cái visa thương mại được khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng gì đấy thì mình đi nó mới được nhiều. Không, chuyến sau tôi sẽ làm cho bạn đi 5 năm luôn. Ok ok, đi 5 năm thì uy tín quá. Lúc ấy mùa cân tha chai chữ mình thầm mình chuyến mà tôi sư bố sư là sung ti à? Ừ. Sư 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 Tú tiếc đâu, cứ mời anh em thoải mái đi. Anh Tú dịch của em ngồi anh bên cạnh nhé. À, xin. Xin mà.
mà cái món món yêu thích của mình nó nằm ở đâu nhỉ? Món gì? Lòng lòng cá ở kia kia. Việt Nam, cái rượu. Đây anh quay. Bây giờ mình nghe cái phải cái phần rượu chi. Ừ. Chứ bây giờ mà cái bé tỏi sao được. Nào gì? Cả nhà ta qua lại. Bảo là cái chén rượu của Việt Nam là cái chén này nó bé hát này. Phần rượu chi à? Ừ. Thế nên ta mang sang cái rượu một cốc cao cao như mình uống nè. Không anh em mình uống không, nhưng mà lần này đi về là mình thay đổi cái tư duy đóng gói của cái rượu Khó Vai Đèn. Mình sẽ làm theo kiểu mà nó đóng một phát là bụp luôn nhá. Đỡ lằng nhằng. Ý là đóng sẵn vào cái ly ấy, mà nhỏ thôi, uống một phát một hơi hai hơi là hết một cái ly đấy. Một cái kiện đấy nó khoảng 20-30 chén như thế. Hay lắm. Đỡ phải chén trước. Nào luôn tự bơm vào mồm luôn đúng không? Ừ. Hai hộp này, hai hộp mét là ba hộp, còn ba hộp hết. À. Nào, chén đi Tú, bùm bùm đi. Cải ba Tú, em bằng sọc với chân, có em coi gì. Tú xe đầu kéo làm. Tuyệt vời đấy, lái xe là uy tín lắm ấy. Đây, nghỉ sư tiếp đi. Cái gỏ chưa bao nhiêu cửa? À, bao nhiêu cửa? Mình hả? Cho em mời anh em bên cạnh anh nữa. Không phải dịch, chú phải nâng chén lên này, người ta tự hiểu. Không hiểu luôn. Đấy. Sang bên Việt Nam hát là có tục bắt tay là cậu thích nghi rất nhanh. Nhưng mà sang bên Trung Quốc là không có bắt tay đâu. Uống xong hát ngồi xuống mà còn không được nói chuyện luôn đấy. Không nhìn nhau luôn. Không nhìn nhau luôn. Ê, mình cũng phải giữ cái văn hóa của mình. Văn hóa là gần gũi. Cái về Việt Nam thì mình phải đúng văn hóa của mình. Sang bên đấy thì văn hóa người ta. Chúng mình nhập ra thì tục. À. Đúng rồi. Ôi, làm phát gặp bồm đi. Ngập. Cẩn thận nó nghẹn nhé. Ừ, hảo. Anh này không đút vừa, anh phải cố đút. Mình nhét bằng lọt luôn. Ừ. Anh gọi hôm nay lên trên Sapa cho ăn cá hồi. Bên đấy ăn cá hồi nhiều mà đúng không? Minh Thiên truy Sapa chơi. Ok. Mai bảo đi. Mai bảo đi chơi. Mai lên Sapa ăn sashimi cá hồi. Ừ. Khá tầm. Mai anh em đi Sapa chơi. Ừ. Nhá. Xong rồi sắp xếp ở Sapa chơi, anh em chơi mấy hôm cùng Phan Diễm tổ chức tiệc. Phan Diễm xong phát là có khi là anh em mình sẽ có kế hoạch là đi một số nơi nữa nhỉ. Đi Iraq hay Iran? Taliban. Rất nhiều các anh chị cô chú bảo là Tú là mời Tú đi chơi trải nghiệm cùng đi. Nhưng mà thật ra Tú Húc còn trăm công nghìn việc các bạn ạ. Còn điều hành doanh nghiệp rất là lớn. Nhưng mà nếu mà sắp xếp được thì sẽ cố gắng là mời Tú trải nghiệm cùng. Mọi người rất là quý tính ông. Yeah. Ừ, nhìn cứ ngáo ngáo ngơ ngơ mà hay phết. tháng đi cũng chứ chuyển tỷ đi thì mình cũng không sao cả. Thà ứng trước nửa năm vậy. Cái lời đài đời tờ 2000 nhưng mà uy tín lắm anh em ạ. Đi đâu anh em là cứ tranh giành đón mà cứ hẹn được người nọ người kia lại giận đấy. Đấy. Thì người Trung Quốc mà sang bên kia mà họ đã là khi coi như là anh em mà không được nói tiếp là họ sẽ rất là buồn ấy. Chờ đến 5-6 tiếng phải để chờ để ăn bữa cơm mình. Nào. Cái họ phải nói là người Trung Quốc họ có một cái văn hóa giao tiếp, văn hóa ngoại giao cực kỳ là tuyệt vời. Chữ tín của họ quan trọng. Ừ. Đấy, chữ cưa ủa mấn là châu khô, châu gác bếp. Niếu campa. Niếu campa. Ừ. Nó hảo hơn cái gì nhỉ? Cái châu bò Tây Tạng của nhà nỉ không? Bò Tây Tạng thôi. Nhá đau gần gãy răng luôn. Thôi, anh em mình cả nhà nâng ly cái đi. Xong rồi hôm ngày hôm nay thì anh em mình cũng đi về tương đối là mệt rồi. Thì sau đây thì mình cũng xin cảm ơn Trinh Quang cũng như là bạn Tú rất là nhiều. Cảm ơn em Tú xe đầu kéo, cậu An cũng như là Phan Diễm cùng nhau áp tải con chiến mã của mình về đến nơi an toàn. Ngày mai thì anh em mình bắt đầu di chuyển đến Sapa các bạn ạ. Sau đây thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn.
Nếu bạn yêu thích Smart TV thì hãy like, subscribe và chia sẻ nha. Chia sẻ và theo dõi Phạm Dũng này, xe đầu kéo Vlog, Trợ Phiên Tây Bắc cũng như là Phan Diễm Vlog và Smart TV. Tú thì chuẩn bị lập kênh. Nào, 1, 2, 3, rô nào. 1, 2, 3, rô. 2, 3, rô. 2, 3, rô. Uống nhiều. Hết. Ok đấy. Tôi. À, xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn nhé. Bye bye. Quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.